Hai điều cần lưu ý khi tiêm vaccine, cách ăn uống giúp giảm tác dụng phụ. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với chuyên mục Hỏi đáp vaccine. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, Khỏe Tự Nhiên nhận được rất nhiều phản hồi, thắc mắc của quý khán giả về việc các loại vaccine, tác dụng phụ, cũng như làm thế nào để phòng tránh hay làm giảm tác dụng phụ không mong muốn của vaccine. Trong bản tin hôm nay, Khỏe Tự Nhiên xin được chia sẻ những nội dung chính sau đây. Những điểm cần lưu ý trước và sau khi tiêm chủng. Chế độ ăn kiêng 5+1 nên áp dụng sau tiêm. Hai điều cần lưu ý sau khi tiêm vaccine để tránh các phản ứng nghiêm trọng. Trước khi tiêm vaccine, tự đánh giá và kiểm tra các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Thưa quý vị, khi vaccine kích thích hệ thống miễn dịch sinh kháng thể, nó có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn như là sốt, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy và mệt mỏi. Đối với những người cao tuổi hoặc có bệnh nền thì quá trình đáp ứng miễn dịch do vaccine dễ làm nặng thêm tình trạng ban đầu. Nếu không kiểm soát tốt bệnh nền thì còn nguy hiểm hơn. Vì thế, trước khi tiêm vaccine, người bệnh và người nhà nên chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất, theo dõi các dấu hiệu bất thường và kiểm tra các giá trị sinh lý như là huyết áp, đường huyết trước và sau khi tiêm chủng. Trước khi tiêm, nếu các giá trị này bất thường thì nên xem xét hoãn tiêm chủng. Như vậy, quý vị cần nắm bắt tình trạng thể trạng của bản thân qua 3 phương pháp sau. Thăm khám và chữa bệnh bình thường. Nhiều người lo sợ nhiễm virus nên không dám đến bệnh viện để thăm khám bệnh nền. Nếu quý vị đến lịch hẹn khám lại, hết thuốc hoặc có triệu chứng bệnh tăng lên, quý vị có thể gọi trước cho bác sĩ điều trị. Hiện nay, nhiều bệnh viện cũng có kênh tư vấn, khám bệnh từ xa để hỗ trợ bệnh nhân. Nếu quý vị đang trong vùng dịch hay khu vực phong tỏa, quý vị có thể liên hệ các kênh hỗ trợ cộng đồng để được tư vấn và giúp đỡ. Gia đình và bản thân tự quan sát xem có biểu hiện bất thường không? Không ai hiểu rõ quý vị hơn chính bản thân quý vị. Nếu thấy mệt mỏi hơn hay cơ thể có chỗ nào đó khó chịu hoặc người nhà quan sát thấy người già có biểu hiện thở hổn hển, yếu, mệt hơn bình thường, hãy cân nhắc hoãn tiêm chủng. Đo huyết áp, nhịp tim và các chỉ số khác. Những người có bệnh lý nền như là cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý hô hấp mạn nên tự kiểm tra các chỉ số như là đếm mạch, đo huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ trước ngày đi tiêm chủng. Đến nơi tiêm chủng, nhân viên y tế cũng sẽ kiểm tra lại các chỉ số này cho người tiêm. Chúng tôi đã có video cụ thể hướng dẫn mọi người cách đo tại nhà, quý vị có thể tham khảo. Nếu các chỉ số bất thường nên tạm thời hoãn tiêm, chờ điều trị bệnh nền ổn định rồi tiêm sau. Theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh lý sau tiêm. Sau khi tiêm phòng, nếu quý vị thấy tức ngực, đau đầu, bầm tím hoặc thở khò khè, hãy đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Bác sĩ khuyên rằng, tốt nhất nên kiểm tra các chỉ số như là nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở vào sáng và tối trong vòng 3 ngày đến 2 tuần sau khi tiêm phòng cho nhóm người cao tuổi, nhóm 3 cao và những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Sau tiêm vaccine, thông thường nên uống nhiều nước. Quý vị có thể pha Orezon theo đúng tỷ lệ để bổ sung nước, điện giải cho cơ thể. Tuy nhiên, bệnh nhân tim mạch và lọc thận không nên uống quá nhiều nước, cần chú ý và tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị. Nếu có điều kiện, quý vị có thể tự trang bị các thiết bị đo huyết áp, đường huyết, nhiệt độ tại nhà để tiện theo dõi. Nếu không có điều kiện, quý vị có thể tới trạm y tế hoặc liên hệ các bác sĩ điều trị, cơ sở tiêm chủng để được hỗ trợ, tư vấn. Trường hợp có bệnh nền, tốt nhất quý vị nên tới các cơ sở y tế để có thể theo dõi và xử lý các tình huống cấp cứu sau tiêm phòng. Nên lưu lại nơi tiêm từ 15 đến 30 phút để theo dõi. Khi thấy các dấu hiệu bất thường, cần liên hệ y tế hoặc đường dây nóng hỗ trợ. Nguyên tắc ăn giúp giảm tác dụng phụ của vaccine. Bên cạnh việc dùng thuốc để giảm các triệu chứng sau tiêm, kiểm soát chế độ ăn uống hàng ngày cũng là chìa khóa. Các hiện tượng như là sốt, đau nhức cơ, v.v. là những phản ứng miễn dịch bình thường sau tiêm vaccine. Để giảm bớt sự khó chịu do những tác dụng phụ thông thường này, quý vị có thể tham khảo những cách dưới đây. 1. Ăn các loại dưa và trái cây không đường. Khi sốt cao kéo dài, bạn có thể ăn các loại dưa và hoa quả không đường, chẳng hạn như là dưa chuột. Chúng có thể giải nhiệt mà lại không quá lạnh, tránh gây ức chế miễn dịch. 2. Tránh ăn thức ăn khô nóng, hoa quả ngọt. Những thức ăn này sẽ sinh nhiệt, không nên ăn khi bị sốt. 3. Không nên ăn quá nhiều. Giữ cho dạ dày không đầy quá, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ không dễ phản ứng quá mức. Ngoài ra, các nhà dinh dưỡng đã biên soạn một kiểu ăn kiêng 5+1 không chỉ giúp ức chế các gốc tự do trong cơ thể mà còn làm giảm sự khó chịu về thể chất. Trái cây và rau quả nhiều màu sắc. Quả việt quất, anh đào, cà chua, bơ, bông cải xanh, bắp cải, v.v. Những loại trái cây và rau có màu sắc rực rỡ rất giàu chất dinh dưỡng chống oxy hóa, có thể ức chế các gốc tự do trong cơ thể và giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa.
ví dụ như là súp lơ sẽ có nhiều sulforaphane là kẻ thù của stress oxy hóa và viêm nhiễm. Vì vậy, mọi người không nên chỉ ăn rau xanh và trắng. Thành phần lên men: sữa chua, natto, kim chi, miso, v.v. Chúng có thể sửa chữa sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn trong đường ruột, do đó giúp kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể. Tất cả các loại hạt: quả óc chó, hạt điều, hạnh nhân, v.v. tốt nhất nên nướng ở nhiệt độ thấp. Chúng rất giàu vitamin E và axit béo không bão hòa, có chức năng chống oxy hóa và chống viêm. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhắc nhở rằng tốt hơn hết là nên dùng 6-8 hạt một ngày. Cá biển sâu: cá thu, cá hồi và cá thu đao rất giàu dầu cá, DHA và EPA, có thể giúp ức chế phản ứng viêm của cơ thể và giảm CRP, protein phản ứng C. Tốt nhất, bạn nên có ít nhất một bữa ăn mỗi ngày. Gia vị tự nhiên: chẳng hạn như là tỏi, gừng, nghệ, hành tây, v.v. Theo như kết quả nghiên cứu, chất curcumin trong nghệ không chỉ có thể ngăn ngừa viêm nhiễm mà còn bảo vệ hải mã và có lợi cho não bộ. Ngoài ra thì các chuyên gia cũng khuyên dùng trà xanh không đường và cà phê đen, vì trà xanh có chứa chất chống oxy hóa mạnh, có thể bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và ngăn ngừa viêm nhiễm. Caffeine và polyphenol, không phải flavonoid, trong cà phê có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Và chế độ ăn cho người sau tiêm vaccine COVID-19 đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị sẽ có những lựa chọn đúng đắn cho sức khỏe và bình an vượt qua đại dịch. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích thì đừng quên chia sẻ video của chúng tôi quý vị nhé. Trong quá trình biên tập, chúng tôi có thể có những thiếu sót, cảm ơn những phản hồi của quý vị để chúng tôi hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.